Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ươm Mầm Vlog sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại hạt giống mới, đó là hạt giống đậu rồng nhá, hay còn gọi là đậu khế. Tức là những cái quả của nó ấy, thì nó sẽ như là có những cái hình múi khế đó. Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách trồng cái đậu rồng này từ cái hạt của nó nhá. Đây, nên tôi sẽ cắt cái gói này ra. Thế là trong cái túi này nó có bao nhiêu hạt? Có 10 hạt các bạn ạ. Thế thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một bát nước ấm như thế này, để chúng ta sẽ ngâm cái hạt đậu này của chúng ta vào trong bát nước ấm này khoảng tầm 1 cho đến 2 giờ. Thế thì cái đậu rồng này của chúng ta là nó có cái hàm lượng canxi rất là cao, cao nhất trong tất cả các loại đậu. Do đó nó sẽ rất tốt cho xương và phòng ngừa các bệnh về loãng xương, hoặc là nó sẽ phòng ngừa về các bệnh tim mạch nữa. Tức là nó có rất nhiều cái lợi ích đối với sức khỏe con người chúng ta. Thế thì sau khi mà các bạn đã ngâm được 1 đến 2 giờ rồi thì các bạn sẽ vớt ra, vớt hạt ra và chúng ta sẽ ủ vào cái khăn ẩm nhá. À, ủ trong khăn ẩm. Các bạn sẽ gói lại như thế này, cho vào trong cái lọ nhựa cho đến khi nào mà nó lứt lanh ra ấy, tức là cái hạt, cái đầu của cái hạt đậu này nó lứt ra thì chúng ta sẽ đem đi gieo. Và cái phần chuẩn bị đất thì các bạn có thể chuẩn bị bằng đất, hoặc không thì chúng ta sẽ có cái viên nén như thế này. Tôi sẽ sử dụng bằng viên nén để trồng vào, trồng hạt đậu rồng này vào cái viên nén này. Thì các bạn sẽ thả viên nén này vào trong bát nước sạch như thế này. Sau khoảng tầm vài phút thì nó sẽ tự lở ra và chúng ta sẽ trồng cái hạt đậu rồng này vào trong viên nén. Thế thì nếu mà các bạn không có viên nén thì các bạn sẽ chuẩn bị cái đất trồng. Thì đất trồng ở đây là gì? Đất nó sẽ nhiều mùn, giàu chất dinh dưỡng. Một là đất thịt nhẹ hoặc là cái đất pha cát, tức là nó có độ thông thoáng và thoát nước rất là tốt. Lưu ý là cái đất trồng ở đây các bạn chuẩn bị nó phải là nhiều mùn và nó phải có độ thoát nước cao đó, và đặc biệt là không có mầm bệnh ở trong đất của chúng ta. Nếu như ở trong phần đất của chúng ta mà chúng ta không diệt trừ những cái mầm bệnh ấy, thì khi mà chúng ta gieo hạt vào ấy, nó sẽ bị lây lan sang hạt của chúng ta rất là nhanh và nó sẽ làm hỏng và hư hạt của chúng ta đó. Thế thì nếu các bạn muốn phòng trừ bằng cách là loại trừ mầm bệnh như thế nào, thì các bạn sẽ rắc cái vôi bột đi, để tức là trộn lẫn vôi bột với đất. Thì các bạn sẽ để khoảng tầm 1 tuần trước khi mà các bạn cho vào trồng, thì chúng ta sẽ rắc cái vôi bột đó trộn lẫn với đất để khoảng tầm 1 tuần, thì cái vôi bột đó nó sẽ có tác dụng là khử những mầm bệnh ở trong đất của chúng ta rất là tốt đó. Thì sau khi mà đấy, thì sau khi tôi đã ngâm cái viên nén này rồi thì nó sẽ lở ra rất là to như thế này đó, cái kích thước lở ra rất là to đó. Đây. Thì khi hạt đậu rồng của chúng ta nó đã lứt lanh ra rồi thì chúng ta sẽ xử lý là cho cái hạt đậu rồng này vào đây. Các bạn sẽ cho mỗi một viên nén là một hạt nhé. Chúng ta sẽ nấp đất lại. Thì sau khi mà các bạn đã xử lý cho cái hạt đậu rồng này vào trong viên nén rồi thì các bạn sẽ tưới phun sương ngày 2 lần nha các bạn nhé. Tưới vào buổi sáng và buổi chiều. Nhưng các bạn lưu ý là chúng ta không tưới vào chiều quá muộn, ví dụ như là từ 5 giờ trở đi, tức là về cái buổi tối ấy, thì chúng ta không tưới, bởi vì là khi mà chúng ta tưới như vậy thì cái độ nó chưa kịp thoát nước thì nó sẽ gây ngập úng và hỏng cái hạt của chúng ta. Thì chúng ta cứ tưới độ khoảng tầm buổi sáng này và buổi chiều độ khoảng tầm 2-3 giờ hoặc 3-4 giờ gì đó. Đó. Thế thì sau khi mà các bạn đã tưới như vậy rồi, chúng ta lúc nào cũng phải giữ được cái độ ẩm cho cái viên nén này khoảng tầm 5 đến 7 ngày sau thì hạt của chúng ta nó sẽ bắt đầu nó lẩy mầm và nó sẽ lên cây con. Đó, thì lúc này chúng ta vẫn duy trì được cái độ ẩm cho cây. Bổ sung một chút, đó là cái nhiệt độ mà thích hợp để trồng cái đậu rồng này là khoảng từ 18 cho đến 30 độ C thì chúng ta sẽ trồng. Và cái thời vụ mà chúng ta trồng là từ tháng 2 cho đến tháng 8
thì là trong cái khoảng thời gian đó là các bạn trồng lúc nào cũng được, tức là cái nhiệt độ lúc đó nó cũng rất là thích hợp để trồng cái đậu rồng này. Sau khi mà các bạn đã cây con của chúng ta đã lên và mọc được khoảng tầm 7 đến 10 ngày rồi thì lúc này cây cao khoảng tầm 5 đến 10 cm. Đó. Lúc này cao khoảng tầm 50 cm rồi thì các bạn có thể đánh cây sang bên chỗ cái chậu to hơn hoặc là cái thùng xốp mà chúng ta đã cố định để trồng hoặc là cho ra ngoài vườn thì chúng ta trồng. Thì các bạn sẽ đánh ra và trồng vào cái đất mà các bạn chuẩn bị cũng như là cái đất ban đầu mà chúng ta cho vào để trồng hạt, đó là phải giàu chất dinh dưỡng, nhiều mùn và độ thoáng, tơi xốp rất phải rất là cao. Khi chúng ta chuyển cây ý, thì các bạn nhớ tưới đẫm nước đi đã, rồi chúng ta hãy chuyển cây và chúng ta đánh vào đó để chúng ta trồng thì nó sẽ không cây nó không bị cái đất của nó không bị khô thì cái rễ cây của chúng ta đã có độ ẩm rồi thì nó sẽ kích thích và nó sẽ mọc bám đất nhanh hơn. Thế thì khi cây cao khoảng tầm 20 đến 25 cm thì các bạn sẽ bắc dàn cho cây để cây neo dàn, bởi vì cây đậu rồng này thì nó sẽ là leo dàn như là các bạn trồng đậu leo ấy ạ. Đó thì như thế nào thì cái đậu rồng này nó cũng leo như vậy, thì các bạn cứ làm dàn chắc chắn, chúng ta sẽ buộc dàn thật chắc chắn để cho tua của cái đậu rồng này nó leo cho đến đâu thì cái ngọn nó sẽ vươn ra đến đấy và nó sẽ bám vào những cái dàn mà chúng ta đã cái dàn mà chúng ta làm rồi thì nó sẽ bám vào đấy rất chắc chắn. Cái bón phân ấy thì cứ độ khoảng tầm 15 ngày thì các bạn lại bón phân một lần cho cây. Thì các bạn sẽ bón bằng phân bò là một này, hay là phân hữu cơ, phân chuồn quế vân vân, tức là các bạn có thể sử dụng bất kể loại phân nào. Nhưng các bạn nhớ bón là đừng bón quá đậm tay nhé, nếu không nó sẽ bị chết sót ạ. Thì cái hoa của cái cây đậu rồng này nó sẽ được hình thành từ lách lá của cái cây đậu rồng, thì nó sẽ mọc thành từng chùm màu trắng hoặc là xanh. Hoa thì sẽ là tự thụ phấn các bạn nhé, bằng gió hoặc là ong bướm, tức là chúng ta không cần thiết phải thụ phấn cho cây đậu rồng của chúng ta. Khi đậu rồng non thì nó sẽ lớn lên rất là nhanh và chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ có màu xanh nhạt, và lớn dần lên thì nó sẽ có cái màu xanh đậm đậm. Và khoảng tầm 4 tháng sau khi gieo trồng thì các bạn sẽ thu hoạch được những quả đậu rồng rất nhìn trông rất là bắt mắt và tươi xanh, đúng không ạ? Thế thì trồng đậu rồng rất là dễ dàng thôi, chăm sóc cũng không quá cầu kỳ. Thì tôi cũng hy vọng là các bạn sau cái video tôi quay thế này thì các bạn sẽ tìm được cái cách trồng đậu rồng cho mình thật là thích hợp, đúng không? Thế thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cái cách trồng đậu rồng bằng hạt là như vậy. Vậy thì ai có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với shop của chúng tôi theo số điện thoại là 0978 426 812. Ươm mầm vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn và những video và những sản phẩm mới tiếp của chúng tôi.